Rồi, Thiện mến chào tất cả bà con nha, đã quay trở lại kênh của Nông Cơ Du Bơm Nước nha. Ngày hôm nay Thiện cũng soạn một ít phụ tùng nữa lên cho bà con đây nè, rất là nhiều. Thì Thiện cũng bà con yêu cầu là bình xăng của xả lúa đồ này nè, hôm nay Thiện chắc cũng lên được một mớ cho bà con. Đó, thì ống nhung, ống sùng, thì máy nó móc rồi cũng còn rất nhiều nha. Thì bắt đầu đời ba là chuẩn bị là lên kênh liên tục cho bà con rồi. Qua tay 2 tay 9 rồi, chuẩn bị hàng cũng là ngày mốt đây là đổ dời, bắt đầu đời ba đổ dời rồi. Thì hôm nay Thiện cũng lên một ít cho bà con một số đầu áp, mấy cái đầu áp đây là Thiện bao và con xài hết đó. Không giờ là cứ gắn lên motor hoặc gắn động cơ là xài hết nha đó. Có những phụ tùng cái nào bà con cần những cái phụ tùng nào thì Thiện ngày hôm nay Thiện có đổi số đó. Thì bà con có chốt là bà con đọc cái số đó cho Thiện là Thiện sẽ chốt số cho bà con nha đó. Thì bây giờ cũng đã qua lỡ là ăn lỡ được cũng hết rồi, thì bây giờ đời ba lại, bữa giờ ăn lỡ chắc muốn sập tiệm rồi, bây giờ mới đời ba làm lại đó. Thì hôm nay chắc cũng hơi nhiều, thì Thiện sẽ quay từ từ cho bà con thấy những cái lô hàng nào mà mình trùng với cái công việc của mình thì mình chốt nha bà con. Chứ nhiều lúc bà con chốt có những cái mà nó không có quan tâm tới cái công việc của mình ở trong cái máy của mình, thì mình hãy coi kỹ hoặc là điện thoại cho Thiện, Thiện sẽ tư vấn thêm cho bà con để mình mua giờ, tuy nó có 100.000 hay là mấy chục ngàn nhưng mà cũng mất công đó. Cho nên bà con nào coi kỹ giùm cho Thiện nha. Rồi thì hình thức thì bên cửa hàng thì bà con cũng rõ rồi. Bên cửa hàng của Thiện là buôn bán là lúc nào cũng ship toàn quốc hết cho bà con. Bất cứ bà con ở nơi nào thì Thiện đều ship tới tận giường, tận nhà cho bà con nha. Còn cái về cái phần cước á, thì bên cửa hàng sẽ không có bao cước nha bà con. Cước á, thì 5.500 một ký, kênh nào Thiện cũng đọc đàng hoàng hết cho bà con nha. Rồi thì hôm nay Thiện chắc không hơi nhiều đó, tại Thiện phân ra ít cho bà con. Thì bà con có nói là đăng nhiều quá, nhiều lúc cần có một cái hai cái mà đăng là 7-8 cái là không mua dời bỏ cũng phí. Cho nên ngày hôm nay Thiện sẽ đăng một số lượng ít cho bà con đó, cho bà con lấy giờ bà con tận dụng bà con làm nhé. Rồi thì hôm nay chắc Thiện sẽ đi sơ sơ mấy cái nhỏ trước thì cho nó gọn bớt là Thiện vô mấy lớn nha đó. Thì hôm nay Thiện sẽ đi từ con số 1 lại cho bà con nha. Hôm nay là ngày mùng 3 rồi, ở mùng 3 tháng 9 nha, hai tay tháng 9 thì ăn nhậu cũng đã đời hết rồi. Thì bây giờ bắt đầu vô công việc làm. Đó, thì hôm nay là mùng 3 tháng 9 nha bà con. Cái kênh ngày mùng 3 tháng 9 mới còn hàng cho bà con nha. Đó, Thiện sẽ vô con số 1 nè. Thiện sẽ vô con số 1 nha. Những cái bình xăng này, như cái bình xăng này là của thằng xã lúa thằng Ajax nè. Ajax nè nha. Đó. Còn đây là của thằng Sinawa nè. Bình xăng trên của bơm nước nè. Đó. Còn đây là xịt thuốc nha, xịt thuốc của Maruyama bình xăng trên nè. Đó, bình xăng trên nha. Còn cái này là cũng của thằng Giang Ma nè, bình xăng trên nè. Đó, thì cái lô này là lô 1 gồm 4 cái. 4 cái này là Thiện sẽ bán cho bà con là 100.000. 4 cái 100.000 nha. Rồi lô 1, lô 2 nè. Lô 2 là bình xăng dứ nè. Đó, bình xăng dứ nè nha. Đây là của xả lúa nè, còn cái này là của mấy gì đây? Đây là của cu sinh nè. Còn cái này có gì mà nó bị sốt ở đâu ở trong hàng thanh lý á, bình còn rất là mới luôn nha. Đó là đây là lô 3. Lô 2. Rồi lô 2 nha. Lô 2 này Thiện sẽ bán cho bà con là có một cái bình mới, bán cho bà con là 120.000. Đó. Lô 2 120.000 nha. Rồi vô lô 3 nè. Một cái ống nhung nha, một cái ống nhung Nhật bãi cần đồ đàng hoàng bãi hết nha. Đó, ống nối, ống cong đầy đủ hết rồi, giờ bà con là cứ bắt vô trong máy ra xài nè, thấy bà con xài cái tốc độ cái công nó này nha. Rồi bán cái bộ này, nguyên bộ này, lô 3 này nguyên bộ nha, gồm có 4 bộ phận, 1 2 3 4, 4 bộ phận nha, bán cho bà con 4 bộ phận này 220.000. Lô 3 220.000 nha. Nó có 4 bộ phận nha, rút ra nha. Rồi vô cái lô 4 nè, gồm cả 2 chín xăng nha. Chiếc xăng này là của thằng Mitsubishi 510 nè. Ở Mitsubishi 510 nha. Cái này nó hơi cứng nè, bên cần ga thì nó được còn ngon nè nha bà con. Mà cái này nó hơi cứng, giờ bà con ấy ra nè, một cái nè. Cái này cũng quay được nè. Cái này cũng quay được nè. Đó, một cái quay được nha. Đây là của thằng Mitsubishi 510 nha bà con. Đó, bà con nào xài nhà mình xài cái chứ máy Mitsubishi 510 là nó nha. Rồi lô này là lô 4 nha. Lô 4 này bán cho bà con giá bán 200.000 nha. Lô 4 200.000. Rồi vô cái lô 5 nè. Đó, lô 5 nha. Lô 5 này gồm có 4 cái bát. Đây, 4 cái bát nha. Đó, 4 cái bát bát của xả lúa nè, 4 cái. Đó, 4 cái nè ha, 4 cái bát của xả lúa, một mớ cùm nha. Đó, mớ cùm. Đó, mớ cùm nè, lộn xộn.
mấy cái này chắc bà cô không có tận dụng rồi nè, mấy cái nhỏ này không có đâu. Đó, mấy cái lớn lớn nè, đó, mấy cái lớn lớn nè. Đó, nha bà con. Rồi, cái lô này là lô 5 nha, lô 5 này 4 cái cùm. 4 cái cùm, lại mớ 4 cái tay đợi xả lúa nha. Lại mớ cùm này nè. Đó, bán cho bà con một 120.000 nha. Đó, 120.000, lô 5 120.000. Rồi, vô cái lô 6 luôn. Đó, gồm có 3 cái cùm. Đó, gồm 3 cùm nha. Đó, 3 cùm, cái đây nó có một cái tay, chỗ này nó hơi méo nè, giờ khờ gò ra. Đó, còn mớ cùm nữa nè. Đó, mớ cùm. Rồi, lô này lô 6 nha, bán cho con 100.000. Rồi, vô cái lô 7 nè. Đó, lô 7 nè. Đó, lô 7 nè, gồm có đây là cái giòi để phun xương, phun thuốc diệt khủng nè. Đó, phun thuốc diệt khủng nha, hai cái. Lại hai cái máng này là để bít máng để mà mình phun thuốc diệt khủng á. Bỏ lên đó, mình mở bình ra bỏ lên vàng nó kín nè. Nó còn cao su là nó kín lại vậy nè. Đó là mình xài cái đây á, là câu ống vô là mình vô có mấy cái máy xả lúa mà có chức năng mà phun thuốc diệt khủng á. Là cái này xài được nè nha bà con. Đây là lô 7 nha. Lô 7 như vậy nè, bán cho bà con là 70.000 nha. Lô 7 70.000 nha. Đó, lô 7 70.000. Rồi vô cái lô 8 nè. À, lô 8 nha. Lô 8 này là gồm có hai cái chế xăng của một cái là của thằng Rubin EE15 nè. Đó, một cái là của thằng Kuduta nè. Đó, đó mà nó cái này bên này nó cứng nè nha bà con. Đó, cái này nó bị cứng rồi bà con ấy lại nha. Đó, nó bị cứng nha. Đó, bị cứng nha. Đó. Đó, nó bị cứng nha. Cái này nó cũng bị cứng nè. Đó nè. Đây, cái này bên này được nè. Rồi hai cái chế xăng này bán cho con 150.000 nha. Lô số 8 150.000. Rồi số 9 nè. Đó, mấy cái bình xăng của xả lúa nè, bình xăng dứ nha. Đó, cái này là vô thằng Echo nè. Echo được nè, hay là Bí cũng được luôn nè nha bà con. Đó, còn thằng này là của thằng Giang Ma nè, ba cái như vậy nè. Đó, nó một cái bình Echo như vậy là mua mớ đã 70.000 rồi nha. Rồi bán cho bà con ba cái nha, 100.000 nè. Lô 9 100.000 nè. Rồi vô cái lô 10 nè. Đó, lô 10 nè gồm có hai cái bộ cần giờ cho bà con độ nè. Đó, một cái cần đây cần nói nè, cái đầu nè. Đó, đầu xịn sò luôn. Đó, bổ sung thêm một khúc nói đi theo nè. Đó, rồi bán cái lô này là lô 10 nè. Lô 10 nè, bán cho bà con nguyên bộ về nha, 150.000. Ô, 150.000. Lô 10 150.000. Rồi vô cái lô 11 nè. Một cây cưa nha, G361 nha bà con. Đây là G361 nè, bao nổ luôn cho bà con luôn. Đó, bao nổ luôn cho bà con nha. Đây nè, vừa thì cũng quay mặt tiền mặt đồ cho bà con xem rồi bà con thấy nha. Rồi thì sẽ test máy cho bà con nè. Rồi qua giật máy đây. Rồi giật lại cái nhẹ nữa cho bà con nè. Đó, giờ thì bà con chỉnh gió chỉnh đồ lại một tí, chỉnh gang ti xuống nha, nó hơi lớn, nổ hơi lớn, bà con chỉnh gang ti rồi xuống giùm cho Thiện nha. Rồi bán cái cây cưa này là cây số 11 nha. 11 này là cái cục cao su này, bên cục cao su này nó bị sứt nè, giờ bà con gắn cái cục cao su giùm cho Thiện nha. Đó, rồi cây G361 này bán cho bà con giá bán 1.850.000 nha. Đó, bao nổ luôn đó, giờ chỉnh gang ti lại là ok, con số 11 1.850.000. Rồi con số 12. Số 12 là một cái đầu áp ti sứ nha, T22 bao xài bao ra áp cho bà con. Đó, phụ tùng đồ đã đi ra gồm có là một cái poly. Đó, dây hồi, dây hút đầy đủ hết cho bà con nha. Dây hồi, dây hút đầy đủ, bao cho bà con xài luôn ti sứ nha. Đó, dòng ti sứ nha bà con, bao cho bà con xài luôn. Cái này nó lên tới là 1.000 tua nha bà con. Áp nó lên tới từ 20 đến 45 kg nha. Đó, rất là mạnh nha bà con. Đây, phải không? Còn ba bà con luôn thì phụ tùng của nó đi gồm có dây hồi, dây hút. Đó, dây hồi, dây hút và một cái poly. Đó, giờ có việc bà con gắn lên sàn là bà con xài thôi. Bán cho bà con giá bán là 1.350.000 nha. Đó, 12 1.350.000. Đó, ghi con 12 lên trên vách luôn. Đó, 1.350.000 nha. Rồi, vô cái lô 13 nè. 13 nè nha. 13 gồm có 3 cái chế. Một cái này là cái chế
1.350.000. Rồi vô cái đây là lô 13 đúng không? À, 13 này, một cái chới One Pro này. Chới này chới mùa chới một kim nha. Đó, vú bơm là còn ngon nè. Đó, vú bơm còn ngon nè. Ừ, còn đây là còn ngon lắm nè. Đó ha. Đó, một cái nè. Một cái này là của Honda G, Honda GX nè. Honda GX 2535 nè. Đó, 2535 nè. Ừ, tình trạng sau cái đây nó hơi bốt cứng nha. Đó, vú bơm là còn ngon. Một cái này là cái hai kim mà hình như cái này là chới tàu sao á. Ừ. Hình như cái này nó chới tàu sao mà thì cũng thấy nó còn dơ quá, mình không thấy cái cũng thấy chữ gì hết. Ờ à, một cái nó đang là ba cái như vậy nè. Ờ à, ba cái nha bà con. Rồi ba cái như vậy bán cho bà con giá bán là 180.000 nha. Đó, lô 13 180.000. Rồi vô lô 14 nè, có ba bình xăng dưới của xạ lúa nè. Đó, mấy chân ốc đồ còn ngon lắm nè nha bà con. Đó, xạ lúa nè, nếu bà con nào xài những cái dòng con này là giang ma nè, đó giang ma nha. Rồi cái lô này lô 14 nha, 14 này bán cho con 100.000 nha, 14 100.000. Rồi vô cái lô 15 nè. Đó, bình xăng của thằng này, bình xăng của Sinowa nè. Ở nó bị răng một chút xíu chỗ đây là một cái nè. Đây của Rubin cánh bướm nè. Ờ Rubin cánh bướm mà tiện thấy cái này là không có bởi nè. Ờ cái này. Khi cái này thì chỗ này như nó có một cái chấm một cái chấm hay như là nó bởi một chấm xíu thôi nha. Ờ cái này thì cái này cũng còn tương đối. Ờ cái này cũng còn tương đối nè. Rồi, cái lô này là lô 15 nha, bán cho bà con 100.000 nha, lô 15 100.000. Dạ, vô cái lô 16 nè, vừa ống nhung nè, khúc nói nè, khúc ống co đầy đủ này cho bà con nè, thấy không? Ờ, giờ gắn vô những cái này là phải ren, là ren 90 lượng máy lớn nha. Ờ, bỏ vô là ấy máy nhỏ thì bà con thay ống nhung vô. Thay ống nhung vô rồi bắt vô bộ cần này mình xài nha. Rồi, cây này là cây 16 nha, bán cho bà con 220.000 nha. 16 220.000. Rồi, 17 nè, thêm một cái đầu giang ma 3 chữ A nha. Ờ, giang ma 3 chữ A nè. Đó, bao cho bà con ra áp luôn, bao cho bà con xài luôn. Đó, bao ti bao đồ hết giờ việc bà con xài thôi, không cần làm cái gì nữa hết nha. Đó, giờ là cái việc bỏ lên vàng là bà con xài. Rồi cái này cái giang ma này nè. Đó, bà con thấy nó xì không? Nè hơi nè. Bao bà con xài nha. Đó, bao bà con xài luôn. Con số 17 này bán cho bà con giá bán giờ bao xài cho bà con nha. Đó, giang ma 3 chữ A nha bà con. Hình như cái con giang ma này ti nó là ti 25-28 gì lượng nha bà con. Ờ ti 25-28 lượng giang ma 3 chữ A. Rồi cây này 17 nha. 17 này bán cho bà con giá bán là 2.2 triệu nha. Bao bà con xài. Giờ cái gì gắn lên là bà con xài thôi. Rồi con 17 bán cho bà con 2.2 triệu. Rồi 18 luôn. 18 là một cái đầu gì đây? Ờ đầu này gì mà 550 lít nước gì đây mà nó bắt cái tem rồi. Đó, mà cái đầu này cũng bao cho bà con xài luôn. Đó, bao bà con xài luôn nha. Bao bà con mà xài luôn. Lắc qua. Cái này nó còn hơi cứng. Lắc qua một vòng là được rồi. Đó. Rồi. Đó. Rất là nhẹ nha. Nè. Cái này là thiện ra kiểm tra hết đầy đủ hết cho bà con rồi. Đó. Như cái thằng này là ti inox sao ạ? Ti inox nha bà con. Hình như nó ti inox sao thiện thấy nó cũng không có cái tem đâu. Mà thằng này hình như ti nó là à đây nè. Ti nó ti inox nha. Ờ nhưng mà nó bao cái thằng ti này y như ti sứ rất là đẹp. Đó, bao bà con xài luôn, bao ra áp cho bà con luôn. Đó, bao ra áp luôn nha. Rồi cái này bán cho bà con giá bán là 2.4 triệu nha. Đó, 2.4 triệu. Dời cái việc gắn lên là xài thôi. Rồi vô cái này luôn. Đó, là 19 nè. Ờ một cái đầu nữa nè. Ờ thấy bà con thấy 35 kg nha. Ờ dòng tua lên tới 1.400 dòng tua luôn, 1.400 luôn nha. Thằng này cũng là ti inox nha bà con. Ờ ti inox, ti này cũng ti lớn, ti 25 nè. Ờ bao xài luôn cho bà con luôn. Bao xài. Đó, bao xài cho bà con nha. Ờ đầu này còn rất là đẹp nè.
Bao xài luôn, rồi bán cho bà con cái đầu này luôn, cho bà con giá bán 2,2 triệu nha, bao bà con xài luôn nha. Đó thì đã kiểm tra là bao xài, giờ cứ gắn lên là xài thôi. Là 2,19 nha. Rồi 20 nè. 20 nha, có mấy chén xăng này của con Rubin cánh bướm mũ nè. Rubin cánh bướm mũ nè. Một cái nè, hai cái nè. Cái này là của thằng chén xăng này là của thằng Subura nè. Subura mà ba ngựa nè. Bốn cái nha. Bốn cái như vậy nè, bán cho bà con 200.000. Lô 20 bốn cái 200.000 nha. Rồi lô 21 nè. Một cái đầu áp của con Maruyama nha. Còn lăn được nè. Lăn được nha. Lăn im nha, giờ gắn vô động cơ 260 là được. Còn rất là đẹp luôn nha nha bà con, đẹp lắm nha. Rồi bán cái này là 21 nha. 21 này cho bà con 300.000 nha. 21 300.000. 21 300.000. Rồi 22 nè. 22 một cái bộ rất là xịn sò luôn. Thấy không? Đây nè, ống nhung nè. Ống nhung và tay cầm. Khúc nói, khúc cong. Và một cái khúc này là khúc diệt khủng luôn, bà con không diệt khủng lấy ra xả lúa xả đồ luôn. Đó đó nha bà con, là xài được nguyên một bộ như vậy nè. Nguyên một bộ như vậy nè, rất là đẹp nha, tay lái tay đồ rất đẹp. Rồi bán cái bộ này rất là đẹp, còn đẹp xuất sắc luôn, bán cho bà con 400.000 nha. 22 400.000. Rồi 23 nè. Hai cái chới nha, một cái chới này của Rubin EI 15 nè. 15 20 gắn được hết nha. Còn là một cái bên này nó hơi bót nè ha. Cũng lắc được rồi nè. Giờ mình xịt rỡ 7 vô. Cái này là của thằng Kawasaki nè. Kawasaki nè. Kawasaki. Rồi hai cái như vậy nè, là lô 23 bán cho bà con nó là hai cái 200.000 nè. 23 200.000 nè. Rồi 24 nè. Một cái này, một cái chớp xăng này là gần như là của thằng dúng gờ bơi, dúng gờ bơi rồi. Mà nè, cái chỗ bên này nó đang cứng nè. Lắc được nè. Lắc được nha, một cái. Đây là của Rubin EI 14 được nè. Cái này nó cứng nè. Cái này nó cũng cứng nè. Còn cái này là cũng là của Rubin EI 13 14 được nè. Còn đẹp nè. Rồi ba cái như vậy nè. Lô này lô 24 ba cái nha, gồm ba cái bán bà con 220.000, ba cái 220.000. Rồi 25 nè. Một cái đầu Maru gì T28 sao T rất là bự nha. Ồ, T rất là bự, bự chà bá luôn. Ồ, riêng cái con này cũng vậy, thì cũng bán bao nổ, bao xài cho bà con luôn. Heo nè, đó, bao xài nha, giờ cứ gắn lên là xài thôi, chứ không cần làm gì nữa hết đó, đó. Thấy không? Quá chuẩn luôn, quá đẹp luôn, bao ra áp cho bà con luôn. Nước sơn nó hơi bị chốc dãy một tí thôi nha. Đó, con này còn rất là đẹp. Rồi cây này bán cho bà con giá bán 2,8 triệu nha. Đó, bán cho bà con 2,8 triệu, con 25 2,8 triệu nha. Rồi con 26 nè, một con này con da nè, da 25 nè. Mà nó là MS 400 nha. MS 400 dòng tua nó 1200, dòng tua 61 lít nước luôn nha bà con. Con này cũng bao xài luôn cho bà con luôn. Bao cho bà con xài luôn. Dơi cái việc bà con xài ta cỡ này, đầu áp này nó kéo phải từ 400 mét dây chứ không dữ nha. Bao xài cho bà con. Hơi hám là ngon. Riêng con này thì đứng ra bảo hành cho bà con là bao xài. Dơi cái việc gắn lên bà con xài thôi, áp đuối dù lên hết đầy đủ hết luôn rồi nha. Không có còn làm cái gì nữa hết nha bà con. Đó da nha. Như đầu da. Còn rất đẹp, MS 400 nha. Lưu lượng đồ còn rất đẹp, đầu áp đầu đồ đẹp, bao xài. Riêng con này bao xài cho bà con, bán cho con giá bán 3,8 triệu nha. Con 26 bán cho con 3,8 triệu. Rồi 27 nè. 27 nè, còn thêm một cái ống nhung nữa nè. Nó có 3 khúc nha. Đó, giờ như vậy nè. Rồi giờ cái việc bà con xài thôi, ống nhung. Rồi bán cái này cho bà con giá bán 220.000 nha. 27 220.000. Rồi 28 nữa, thêm một bộ nữa nè. Thấy không? Ống cong, ống co rồi đàng hoàng. Rồi bán cái là 28 này cũng vậy cho bà con 220.000 luôn. Rồi 29 nè. Một cái đầu giăng ma nha. Giăng ma nha, giăng ma này sứ nha. Bao bà con luôn, bao sứ cho bà con luôn. Nhưng mà cái chỗ của anh Hoài này nè, nó bị bởi cái chỗ này một chút nè. Đó, bao cho bà con nha.
Đó, à, thấy không? Bao cho bà con luôn. Đó, tí sứ nha, bao sứ cho bà con. Đó, bao sứ cho bà con nha. Ở chỗ này nó bị răng đầm thì có hàng lạng chút. Đó, bao sứ cho bà con. Rồi bao xài luôn cho bà con luôn. Đó, riêng con này nè, bao hết cho bà con luôn. Bây giờ quý bà con xài sao, con này mã lực nó lên 50kg nha. Ừ, bao xài hơi hám rất ngon, đã bao xài đâu sợ gì nữa. Rồi bán cái này cho bà con giá bán 3 triệu nha, 29 3 triệu nha. Ở giờ bà con tiện cái quanh hồi lại nè, đó nè, 29. Rồi 30 nè, đó, 30 nha, 30 nè. Hai cái Rubin, một cái Rubin 20, một cái Rubin 25 nè. À quên, một cái Rubin 20, một cái Rubin 15 nè. Lô 30 nè, 200 ngàn nè. Rồi lô 31 nè. Đây là Mitsu, cái này là của Mitsu 510 nè. Đó. Con này là Mitsu 510 nha bà con. Còn này là Mitsu 3 Mitsu là 350 nè. Đó, rồi hai cái Mitsu này, cái này nó hơi bị cứng nha. Đó, rồi bán cái hai cái này cho bà con 108 nha. 31 108. Rồi 32 nè, đây Mitsu 82 nè. Đó, cái này của Kawasaki nè. Rồi hai cái như vậy nè, Mitsu 82. Rồi bán cho bà con 32 180 ngàn nè. Rồi vô 33 nè, hai cái nữa nè. Đó, cái này nó hơi bị cứng nha. Đó, cái này Mitsu 510 nè. Đó, cái này nó hơi bị cứng cứng chút, bà con giờ bà con ấy ra nha. Rồi bán cho bà con 150 ngàn nè. 33 150 ngàn nè. Rồi 34 nè. 34 nè, đây là của Echo Bình Trăng Trên nè. Đây Bình Trăng Trên của Phun Rôi xả lúa nè. Đó, của này Ajax nè. Con này của Kawasaki nè. Rồi 4 cái nha bà con. 4 cái thì bán cho bà con 100 ngàn nha. Lô 34 100 ngàn. Rồi lô 35 nè. Đó, 35 nha. 35 nè, Mitsu 510 nè. Còn này là của thằng gì ta? Đó, chứng ngàn nè. Rồi bán hai cái như vậy cho bà con nè. Đó, cái này cũng lăn còn được nha. Rồi bán ra bà con 200 ngàn nè. 25 200 ngàn nè. 35 200 ngàn nè. Rồi 36 nè. Đó, hai cái Bình Xăng Trên nè, của cô Rít được nè. Đây là của thằng Kasai được nè. Đó, cái này là của Kawasaki nè, còn rất đẹp nè. Rồi 4 cái như vậy cho bà con 100 ngàn. 36 100 ngàn. Rồi 37 nè. Đó, 37 nha. 37 1. Cái này cho nè, cái này nó bị chút xíu này nè. Đó, giờ bà con cho bà con ơi. Đó, rồi hai ba cái như vậy nè. Đó, cái này giờ ấy lại nha, ba cái cho bà con, bán cho bà con 120 ngàn nè. 37 120 ngàn nè. Rồi 38 nè. 38 nè. Đó, chớ xăng của Honda nè. Đó, xăng của Honda nha. Đó, mấy cái này giờ bà con lắc nó ra, lắc nó ra nha. Lắc, cái này lắc được nè, bên này lắc được đủ đồ nè. Rồi hai cái chén Honda này nè, bán cho bà con 220 ngàn nè. Ở 38 220 ngàn nè. Rồi 39 nè, một cái nè, hai cái nè. Rồi ba cái nè. Đó, ba cái như vậy nè, bán cho bà con một ba cái như vậy nè, còn ngon nha, bán cho bà con 140 nè. Lô 39 140 nè. Rồi 40 nè. Ở cái lớn nè. Rồi tìm kiếm cái nhỏ nhỏ nè. Ở ba cái nè. Ở ba cái nè, cái này đều cái lớn nè. Rồi bán ba cái lớn này cho bà con 150 ngàn nè. Đó, 40 150 ngàn nè. Rồi 41 nè, một cái nè. Hai cái nè, thấy không? Cái này đẹp nè. Ba cái nè của Giang Ma nè. Rồi ba cái này bán cho bà con 180 ngàn nè. Đó, có khúc ống nói đó nè, 180 ngàn. 41 180 ngàn nè. 42 nè. Đó, ba cái nè. Đó, ba cái nha, 42 ba cái. Rồi bán cho bà con ba cái như vậy nè, 150 ngàn nè. 42 150 nè. Rồi 43 nè. Đó, 43 nè, đó, nguyên bộ như vậy nè. Tay cầm tay đồ có hết nè. Đó, nó có hai bộ nha. Rồi nguyên bộ như vậy hết 43 nè. Rồi nguyên bộ nha. Rồi bán cho bà con 220 ngàn nè. Đó, 43 220 ngàn, cái này cho bà con giờ nói vô nè. Đó, 43 220 ngàn. Rồi 44 nè, gồm hai cây xả lúa nè, giờ bà con nói vô nè, một cây là cây cho vô nè. Đó, hai cây này nè,
là bà con gắn vô này, nó dài nó có hai khúc nè, thấy không? Rồi bán 44 nè, 44 này cho bà con 200 ngàn nè, 44 200 ngàn nè. Rồi 45 nè, đó 45 này nó cũng giống nè, đó 45 cũng giống luôn nha, đó cũng kèm theo cho khúc ống nối đồ vô cho bà con luôn, rồi cũng 200 ngàn luôn, 45 200 ngàn. Rồi 46 nè, một cái xác của con Robin nè, có còn cục lửa nè, đó ba quay được nè, đó ba quay được nha, đó ba quay được, đây rớt từ trên cái cung bơm rớt xuống nha, rồi bán rẻ cho bà con lấy phụ tùng lấy đồ lấy nha, đó nó không nó chụp trụ lửa như vậy nè. Đó, bán cho bà con lấy đồ phụ tùng này nọ đồ lấy gì đó lấy. Rồi bán cái cục này cho bà con 280.000 nha. 46 280 nha. Rồi 47 nè, một con Mitsu nha. Mitsu này bao hơi bao lửa bao hở bạc cho bà con luôn. Đó, thiếu ổ giật. Thiếu ổ giật nha. Bô e bô đồ đầy đủ bơm đồ đầy đủ hết. Đó, chỉ bao luôn cho bà con bao hơi bao lửa. Đó, bao hở bạc luôn cho bà con luôn. Đó, riêng con này nè, điều nó thiếu cái ổ giật thôi nha. Giờ cái việc bà con mua kiếm ổ giật ở nhà mình mà có xài những cái dòng này thì mình bỏ bắt ổ giật đó vô là mình giật thôi nha. Đã nói bao cái đó thì bà con tự tin nha. Rồi bán cho bà con cây này, bán cho bà con 750 ngàn. 47 750 ngàn nha. Rồi 48 nè, thêm một bộ nữa cũng y như mấy bộ trước nè. Đó, hai khúc là khúc cũng nói khúc cho. Rồi bán bà con 200 ngàn nè. 48 200 ngàn nè. Rồi 49 đây cũng 200 ngàn luôn nè. À, đây dài lắm, giờ nói ra có cho thêm khúc nữa nè. Đó, 49 cũng 200 ngàn nè. Rồi 50 này cũng vậy nè. Đó, bà con cần đó, đó bà con lấy giờ bà ráp vô phun voi. 50 cũng 200 ngàn nè. Đó, hai khúc dài, gắn được hai con máy. Còn cái này khúc nói, giờ gắn thêm con nữa. Rồi 50 cũng 200 nha. Rồi 51 nè, một con Kuta GH130 nè, 4 ngựa 2 nè. Đó, nó mất bình xăng, hơi lửa tốt. Hơi lửa tốt nha. Đó, hơi lửa tốt. Đó, hơi lửa tốt, chủ lửa chủ lơ. Rồi bán cái cục này cho bà con chủ lửa chủ lưỡi chủ lơ, bán cho bà con 550 ngàn. Ở 51 550 ngàn nha. Ở GX bao hơi bao lửa nha. Rồi 52 nè, gồm có mấy khúc ống nói nè. 1 2 3 4 5 6 nè. Ở 6 khúc ống nói của phun voi xả lúa nè. Rồi bán 6 cái này cho bà con là 120 ngàn nè. 52 120 ngàn nè. Đó, chuyển chỉ vô 53 nè. Có một mớ bình xăng của cưa nè. Trong này chắc cũng phải là 30-40 cái hay sao á. Đó. Không đủ đâu. Đếm cho, đếm đi. 5 mấy? 53 nè, 53 nè, chắc nhiều lắm nè. 3 nè. 5 nè. 8 nè. 11 nè. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30 40 cái đó bà con. Đó, bán 40 cái đi về cho bà con 100 ngàn. Đó, giờ bà con làm phụ tùng nha, 53 100 ngàn. Ghi 53 lên giúp. 53 100 ngàn nha. Rồi 54 luôn. À, 54 là một cái khung nè. Cái khung này để gắn vàng xịt thuốc nha. Ở gắn vàng xịt thuốc. Rồi một cái khung dài thiện sẽ bán cho bà con là 350 ngàn. 54 350 ngàn. Rồi 55 nè. Một con máy xả lúa nha. Ở máy xả lúa nha bà con, bao bà con nổ luôn. Giờ cái việc bà con xài thôi, xả kho bán rẻ 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 cho bà con. Ở bao nổ cho bà con. Rồi bán cây 55 này cho bà con giờ xả lúa rồi xả phân phun voi đầy đủ nha. Rồi bán cho bà con 1.450.000 nè. Ở 55 1.450.000. Rồi 56 nè, một cái cây máy cắt cỏ 330 nè. Ở của Winafon nè. Ở Winafon nha, xả rẻ luôn cho bà con, bao nổ bao xài phụ tùng đi, có cần cái đồ đầy đủ hết. Đó, đầy đủ hết nha. Đây, quá đẹp luôn. Đầy đủ hết. Quá đẹp luôn nha. Giờ cái việc xài thôi nha. Rồi bán cây này cho bà con giá bán là 1.250.000 nè. À, bán một con 1.250.000, 56 1.250.000. Rồi chuyển kiếm vô cho bà con một cuộn dây nè. Dây này dây cá sấu nha, dây 50m bao cho bà con luôn. À, dây cá sấu nè. À, 8.5 nha, 50m. Rồi một cuộn như vậy là bán cho bà con 420.000 nha. Bà con nào chốt á thì bà con đọc dây giùm cho Thiện nha. Đó, à, bà con nào chốt đọc dây giùm cho Thiện. Đó. Rồi.
56 rồi đúng không? Rồi Yolo 57 nè. Thêm một con Hukate của Thái Lan nữa nè. 45cc nha. Con này cũng bao nổ luôn cho bà con luôn. Giờ cứ việc bà con xài thôi, không cần làm gì nữa hết. Rồi 57 này bán cho một con 1.450.000 nè. Đó, bao xài nha, 1.450.000. Rồi 58 nè. Rồi vô lại chiến xăng cho bà con nè, Honda nè, 510 nè. Đó. Rồi bán cho bà con 200.000, 58 500.000 nè. 200.000 nè. 59 nè. Đó, 59 nè, hai cái chế xăng xéo nè. Rồi hai cái chế xăng xéo này cũng vậy nè, nhiều lúc bà con cần lắm nha. Rồi bán bà con 200.000 luôn nè. Rồi vô lô 60 nè. Đúng không? Đúng rồi. 60 nè, gồm có 4 cái bình xăng nha. Bình xăng trên, bình xăng này của xịt thuốc nè. Ba cái bình xăng này là của xả lúa nè. Rồi bán cho bà con 100.000, 60 100.000. Rồi 61 luôn, hai cái chế xăng chế ngang nè. Rồi hai chế xăng chế ngang nha. Rồi bán hai cái này cho bà con 150.000 nè. 62 150.000. 61 hả? Rồi 61 150.000 nè. Rồi 62 nè, có 5 cái bình xăng của thằng GX35 nè. Đó, 5 cái nha. Đó, cái này là của thằng gì nè, nó lạ, cái này cái lạ nè. Thấy không? Cái này lạ nè. Một chân nè. Đó, rồi 5 cái như vậy nè, bán cho bà con 100.000 nè, 62 100.000 nè. Rồi 63 nè, đây. Hai cái của Giang Ma nè. Đó, hai cái bình xăng dưới của Giang Ma nè. Rồi bán cho bà con hai cái như vậy nè, 70.000 nè. 63 70.000 nè. 64 nè. Rồi hai cái Honda nữa nè. Ờ hai cái Honda nè, rồi bán 64 này 100.000 nè. 64 100.000 nè. 64 100.000 nè. Rồi 65. Đây 65 thêm một bộ nữa nè. Bộ này tay cầm nè, có tay cầm nè, có dòi nè. Đó, đây có dòi phun diệt khuẩn nè, ống sùng nè. Đó, đầy đủ nè. Cái này tay cầm là đồ đầy đủ hết nha. 65 nha. Rồi bán cái này 65 này cho bà con 380.000 nha. 65 380.000. Rồi 65 380 nè. Rồi 66 nè. Đó, ba cái bình xăng trên nè. Ba bình xăng trên nha. Đó, ba bình xăng trên. Đó, giờ cho bà con đổ chới đổ gì đổ nha. Rồi ba cái như vậy bán cho bà con 80.000 nè. Cái đó 6 mấy đó? 66 nha, 80.000 nè, 66 80.000 nè. Rồi 67 nè. Tìm một con Rubin EI 18 nè. Đó, nó đang bị mất cái cục lửa nó mua bên này nè, bán cho con nó tu chậm nè, 5 ngựa nha. Đó, nó mất chiến xăng chiến đồ, 5 ngựa bán về cho bà con lấy xác lấy đồ lấy nè. Hơi hám ngon lắm nè. Đó, hơi ngon lắm. Rồi bán cái cục này cho bà con giá bán là 250.000 nè, 67 250.000 nè. Rồi 68 nè. 68 gồm có 4 cái bình xăng trên nè. Đó, 4 cái bình xăng trên nè nha. Đó, 4 cái bình xăng trên. Đó. Rồi cái này 4 cái bình xăng trên này bán rẻ luôn cho bà con. Cái này cái của Ajax nè, Ajax 5002 nè. Đó. Rồi bán cho bà con 100.000 nè. 68 100.000 nè. Rồi 69 thêm một bộ xả lúa nữa nè. Đó, có dòi xịt thuốc diệt khuẩn không xài thì tháo cái đó ra. Mình xả lúa, ống nhôm ống đồ đầy đủ nha. 69 nha, 69 này là bán cho bà con 380.000 nha. 69 380.000. Đó, 69 380.000 nha. Rồi 70 nè. Thêm một con hàng siêu VIP luôn, hàng hãng Kuruta nha, 13 ngựa, Kuruta 13 ngựa. Nó đang nằm trên cái dàn bơm hút xả là 114 nha. Đó, đầu nối đầu đồ đầu ra đầy đủ hết cho bà con. Nó nhỏ nhỏ thôi, đầu nói đầu ra đầy đủ nha. Đó, lưu lượng nó là rất là khủng luôn nha bà con. À, cái này giờ hút bùn, hút cát, hút ga là rất là ok. Chưa qua sử dụng luôn nha, rất là đẹp. Rồi ngày hôm nay thì cũng xả giá luôn cho bà con luôn, bán rẻ luôn cho bà con, bán cho bà con giá bán 4 triệu nha. Đó, con 70 4 triệu nha. Rồi 71 nè, thêm một con Kuruta hàng nhỏ xách tay nè. Hàng nhỏ xách tay nha, ba ngựa nha. Đó, ba ngựa xách tay nhẹ nhàng đi nè, mà nó mất nắp bô e nè, mất nắp bô e nha. 71 mất nắp bô e bán rẻ luôn cho bà con luôn. 71 con này nổ luôn rồi nha bà con, giờ chỉnh sơ chiến xăng lại là ok. Rồi bán cho bà con cái này cho bà con 1.050.000 nha. Đó, 71 1.050.000.
Rồi 72 nè, hôm nay thì bán cái con máy máy dầu nha. Máy dầu L5, 5 ngựa có đời. 5 ngựa có đời nha. Đó, 72, con này thì bao nổ luôn, máy dầu này bao nổ luôn cho bà con luôn. Nó là tua chậm nha. Đó, bao nổ cho bà con. Giờ cái việc bà con đổ dầu vô đời bà con xài thôi. Đó. Thì mà đây là 5 ngựa có đời, giờ bắt bình bắt đồ vô rồi mình ấy thôi nha. Rồi bán cái cây này cho bà con giá bán 4,5 triệu nha. 72 4,5 triệu nha. Rồi 73 nè. 73 là một dàn xịt thuốc đó, xài cho gia đình nha. Đầu áp là ti sứ nha. Đó, động cơ là của thằng Fanado gì 5 ngựa rưỡi nha, đang kéo giờ gia đình xài, gia đình đồ rất là ok. Rồi bán cái dàn này cho bà con giá bán là 2,8 triệu nha. Đó, 73 2,8 triệu. 73 2,8 triệu nha. Rồi 74 luôn. Đó, 74 luôn, một con máy bình hơi Hikachi nè. Bên này á, là đã có khách chốt rồi. Cuối cùng mà anh khách đó biết ngày mai á, chiều mai cứ hẹn là chiều là 5 giờ là chuyển cọc, cứ giữ miết giữ thét đó qua ngày mốt luôn, mà khi điện thoại lại là không bắt máy nè. Đáng lẽ là con máy này sẽ bán cho ông anh ở cánh trong nè, nhưng mà bây giờ đó ảnh không ấy, thì bây giờ ngày hôm nay thì sẽ bán con máy này cho bà con, giá bán cho bà con là 1,5 triệu luôn đó. Tại vì công anh ông chốt đã rồi, ông cũng không điện thoại thì không bắt máy, cho nên mình mua hàng á thì mình coi cái kênh cho nó kỹ dùm cho Thiện, rồi mình chốt được cái con nào mình chốt, còn không có thì nhắn tin hoặc là điện thoại Thiện ơi em bán dùm cho anh đi đó, chứ anh cái con máy nó không cái phù hợp hay là vô công việc gì của mình đó, cho nên nó là mới giữ tới giờ này. Con này là con 74 nha, giá bán 1,5 triệu nha. Rồi 75 nè, 75 là một cái con Subura. Ở Subura này nó là 9 ngựa nha. Ở Subura này Subura GE 30 nha. Ở 9 ngựa, con này hơi lửa tốt, màu xăng đồ nổi, giờ chỉnh nhẹ chứng xăng lại rồi xài thôi nha. Rồi bán cây này cho bà con 1,4 triệu nha. Ở con 75 1,4 triệu. Rồi 75 1,4 triệu nha. Thì chắc ngày hôm nay Thiện lên 75 lô thôi. Thì chuẩn bị thì hàng nó cũng về rồi, thì Thiện cũng lên tiếp cho bà con, giờ phụ tùng cũng hơi nhiều đấy. Giờ thêm là 2 tấn hàng nữa đó. Đó, và bình phun bình đồ cũng dời. Đó, cho nên ngày hôm nay lên 75 thử nó có hơn hay không nha. Thì bà con nào cần những mặt hàng nào cứ bình luận dưới kênh, dưới tiêu đời, Thiện sẽ lùng những mặt hàng đó cho bà con nha. Rồi, Thiện cũng xin chào tất cả bà con.